Ngày 15 tháng 4 tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban công nghệ thông tin ngành tài chính và Hội nghị đối tác tin học thống kê tài chính năm 2022. Sự kiện này được tổ chức thường niên nhằm tập trung đánh giá công tác phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê của các đơn vị trong ngành, đồng thời đánh giá quá trình phối hợp giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin với Bộ Tài chính. Trong đó, sáng ngày 15 tháng 4, các đại biểu tập trung đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế, chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo. Các thảo luận xoay quanh việc hoàn thiện các cơ chế chính sách, đẩy mạnh việc hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đầu tư công nghệ thông tin, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu về quản lý và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính. Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai và đảm bảo tiến độ giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Tại hội nghị đối tác tin học thống kê tài chính vào buổi chiều cùng ngày, hội nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả triển khai, những nỗ lực đóng góp quan trọng của các đối tác trong và ngoài nước trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính thời gian qua. Các đơn vị đối tác đã có những đóng góp đáng kể giúp Bộ Tài chính từng bước thực hiện tiến trình hiện đại hóa, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin đã thực sự là công cụ, giải pháp giúp cho quá trình cải cách nghiệp vụ và các thủ tục hành chính trong ngành tài chính ngày càng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị, các đơn vị quản lý triển khai công nghệ thông tin trong ngành tài chính và các đối tác đã tập trung trao đổi, đánh giá cụ thể về những tồn tại, vướng mắc trong phối hợp triển khai thời gian qua. Qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất phương án, giải pháp thực hiện tốt hơn để cùng với Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.